Chào các em, cô đang quay cái video để hướng dẫn cách cài đặt code block. Đầu tiên các em sẽ vào gõ cái chữ code block 17.12, sau đó là vào hướng dẫn này. Tiếp theo là các em sẽ chọn cái đường dẫn này. Chờ một chút, nó sẽ đang download đây. Download xong rồi các em bấm nó vào. Chọn Next, ai cái gì, Next, Install. Chọn có run ngay không, chọn Z, chọn Next và Finish. Khi chọn Z thì lập tức nó khởi động luôn code block lên. Và như thế này thì các em đã hoàn thành việc cài đặt code block. Mong là tất cả các em sẽ cài đặt được code block, và để tiết sau ta bắt đầu viết chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.